và cũng là một người phụ nữ. Thì xin thưa với chị Trần Thị Ánh Tuyết, hôm nay thì cũng được cái may mắn để tới đây gặp một người cùng tên, cùng họ, cùng chữ đó, và xin làm quen với chị. Thì chúng ta là một người phụ nữ thì phải nói là khi nghe tới cái chữ thái thú đó, bắt buộc tôi nhớ tới hai bà Trần. Bởi vì ông giáo già cũng có những người hồi nãy có phát biểu là vấn đề tôn định, từ tôn định có cuộc khởi nghĩa của hai bà Trần. Thì ở trong Việt Nam của chúng ta đó, cái người tôn nghĩa nhiều nhất, một người trẻ, đẹp, rất giỏi và dám trực diện đấu tranh ngay tại trong nước, đó là luật sư Lê Thị Công Nhân. Một điều chúng ta cũng thấy, nãy giờ chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi và chủ tọa đoàn cũng trả lời, có một vị phụ nữ cũng trả lời, cái việc ở bên trong nước đó chủ yếu phải là người trong nước đứng lên trước. Chúng ta ở hải ngoại, chúng ta chỉ làm một cái việc là yểm trợ. Cũng như có gì giờ đưa lên Mỹ có ủng hộ hay không, chúng ta không có chờ đèn xanh đèn đỏ, mà tất cả những cái gì xảy ra bên trong nước, những cái phương tiện mà bị bưng bít cái gì đó, thì anh Đại Trường cũng có nói, chúng ta đầu tiên không ngăn được những người đi về Việt Nam, không ngăn được những người gửi tiền về Việt Nam, thì chúng ta phải lợi dụng những cái điều đó làm một cái việc gì để hỗ trợ tiếp tục ngoài cái vấn đề giúp cho thân nhân của chúng ta, mà đây là vấn đề truyền bá cái thông tin, truyền bá cái tư tưởng, mà trong khi á, mà ở trong Việt Nam đang ở mức mà không có. Cái đó cái thứ hai. Cái điều thứ ba nữa, làm thế nào chúng ta phải có những cái điều nào không phải chấm dứt một cái buổi hội thảo là chỉ một cái bản tin cáo, mà trong cái tin cáo này luôn đánh động lương thế giới, cũng như anh Hai Triều nói qua những cái cuộc meeting ở với Tây Tạng, và chị em cũng có hỏi hải ngoại có lên tiếng được hay không, hồi nãy trong Voice Talk cũng có nêu lên cái điều đó, ở hải ngoại chúng ta giúp đỡ được cái gì, ở ngoài cộng đồng ở hải ngoại biết được nhiều hay không. Thì rõ ràng từ những cái hội thảo này, từ những cái bản tuyên cáo này, có nhiều người phê bình chỉ là những cái tuyên cáo tuyên bố, đó có phải đánh thẳng cho Việt Nam được. Xin thưa, chúng ta yểm trợ, chúng ta đánh động dư luận bằng những cái tuyên cáo của chúng ta, thì điều đó thì trong điều đó chúng tôi nghĩ, chúng tôi xin đề nghị với lại chúng tôi đoàn có một cái bản tuyên cáo mà tất cả chúng ta ở đây để cùng ký tên lên, từ các hội đoàn, từ các tổ chức và cá nhân. Tôi cũng xin rất là hân hạnh được từ Seattle xuống đây tham dự cuộc hội thảo và cùng đứng tên, ký tên trong bản tuyên cáo. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn tất cả quý thân thuộc quý tổ chức, xin kính chào. Hôm nay, ngày 2 tháng 5, năm 2009, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam Bắc California, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, một cuộc hội luận do Đại gia đình Nguyễn Ngọc Quy cùng các tổ chức hậu đoàn, đoàn thể và đông đảo nhân sĩ đồng hiệp lực tổ chức với đề tài vô xếp diệt chủng cao nguyên Trung Phật và đại họa Bắc thuộc, có sự tham dự của nhiều cơ quan truyền thông, báo chí. Sau hơn 3 giờ nghe các bài tham luận do các chuyên viên và các nhà hoạt động chính trị trình bày, đông đảo các tham dự viên đã tích cực đóng góp ý kiến, phân tích và mổ xẻ hiện tình đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, đã nêu lên thực trạng cao nguyên Trung Phần đang bị diệt chủng vì bô xích và đại họa bắt thuộc thời đại mới. Tất cả cùng nhận định. Nhận định thứ nhất, lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của tiền nhân Việt Nam là lịch sử oai hùng của dân tộc Việt, không khuất phục với bất cứ ách đô hộ của ngoại nhân và bọn tay sai nào. Nhận định thứ hai, bản năng dân tộc sinh tồn và kinh nghiệm sống thúc đẩy dân tộc Việt Nam luôn luôn cảnh giác trước tham vọng và tôn tính của bọn bành trướng Bắc phương. Nhận định thứ ba, lịch sử cận đại chứng minh rõ ràng rằng
Cộng sản Việt Nam đã dùng bạo lực và lừa đảo cướp đoạt chính quyền, rồi cai trị lãnh thổ Việt Nam bằng dối trá và bạo lực, nên nó hoàn toàn không là đại diện quyền lợi của dân tộc Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Nhận định thứ tư, những sự kiện cận đại như ký các văn kiện, hiệp ước liên quan đến biên giới, lãnh hải, cho Trung Cộng khai thác bô xít ở cao nguyên Trung Bồn, cho công nhân Trung Cộng tràn ngập các xí nghiệp, các công trường, cũng đã chứng minh rõ ràng Cộng sản Việt Nam là bọn gian nhân hiệp đảng đã khiếp nhược dân biển, hiến đất cho Trung Cộng, cam tâm vui đất nước và đại họa Bắc thuộc mới, đã nhục nhã làm thái thú cho Trung Cộng để củng cố quyền lực và vơ quét tài nguyên quốc gia, vừa dâng hiến cho kẻ thù của dân tộc, vừa bỏ vào túi tham công đáy. Nhận định thứ năm, hiện nay Cộng sản Việt Nam thông qua bọn thái thú Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng công khai cho Trung Cộng chiếm Tây Nguyên, chiếm cao nguyên Trung Bồn làm địa thế chiến lược, khống chế quốc gia và toàn vùng Đông Nam Á, hủy diệt mưu sinh, diệt chủng dân thượng, đô hộ Việt Nam và âm mưu hán hóa dân Việt bằng kinh tế thị trường, bất chấp mọi phản đối mạnh mẽ của mọi giới đồng bào quốc nội và hải ngoại. Rõ ràng đây là một cách thức sinh tử của Cộng sản Việt Nam với tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Do các nhận định trên, chúng tôi, những đoàn thể, tổ chức, hội đoàn và cá nhân đồng ký tên dưới đây long trọng tuyên cáo: thứ nhất, mạnh mẽ phản đối cộng đồng trước cộng đồng quốc tế những hành động của bọn bành trướng Trung Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ, lãnh hải và đô hộ Việt Nam như một thuộc địa của đế quốc mới. Thứ hai, hoàn toàn phủ nhận tất cả các văn kiện, hiệp ước được ký kết giữa hai đảng và hai nhà nước Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Thứ ba, khẩn thiết kêu gọi hơn 86 triệu con dân Việt Nam ở quốc nội và hơn 3 triệu đồng bào ở hải ngoại hãy cùng ra tay chặn đứng đại họa diệt chủng và Bắc thuộc mới bằng cách dũng cảm đứng lên đòi bọn thái thú Cộng sản Việt Nam ngưng ngay các dự án cho Trung Cộng đưa người theo các hãng tàu và khống chế dân Việt, đồng thời chấm dứt ngay các dự án bô xít trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ tư, mạnh mẽ đòi hỏi Việt Cộng phải trả tự do cho những người tù lương tâm, tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, trao trả quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam thông qua bầu cử tự do trong sinh hoạt dân chủ và đa đảng, có sự giám sát của quốc tế. Thứ năm, khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án hành động bá quyền và âm mưu bành trướng của Trung Cộng trên lãnh thổ và lãnh hải của dân tộc Việt Nam. Làm tại San Jose, California, Hoa Kỳ ngày 2 tháng 5 năm 2009, chúng tôi cùng ký tên các hậu đoàn và các nhân sĩ danh sách cá nhân.